Chào mừng các bạn đến với show chó Béc Dê rừng Shepherd. Cuộc thi do VNSV, Hiệp hội những người nuôi chó chăn cừu Đức tại Việt Nam tổ chức và Cansinano hân hạnh tài trợ và đồng hành cùng cuộc thi. Cuộc thi này diễn ra vào ngày 19 tháng 5 năm 2019, ngày đỉnh điểm của đợt nắng nóng. Cho nên sân thi đã phải chuyển từ ban đầu dự tính ở ngoài trời thì phải chuyển vào trong nhà. Thành ra ánh sáng nó bị thiếu, hình ảnh nó sẽ không được đẹp, các bạn xem nhé. Phần thi chó hạng baby, chó đực. Ở cuộc thi này thì các cái video mình sẽ để nguyên cái âm thanh của chương trình thi đấu để mọi người có thể trải nghiệm cái cảm giác như là mình trực tiếp mình xem vậy. Chú chó của chúng ta sẽ xông ra để chấm cái thể hình của con chó. Ở phần thi của chó đực thì có 3 thí sinh. Điều kiện ánh sáng như thế này làm cho cái hình ảnh nó rất là mờ, tối, không như cái show lần trước ở làm ngoài trời. Nhưng mà điều kiện thời tiết thì chúng ta không có sự lựa chọn. Đây là những gì tốt nhất mà ban tổ chức có thể làm được rồi. Bác gọi, bác phải đứng về phía đầu nữa, bác gọi. Đứng ở đấy bác gọi thì... Gần 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 các thí sinh tiếp tục sâu dáng sau khi chạy. Cho bạn nghe phần đánh giá chi tiết của vị của giám khảo của chúng ta. Thank you.
không? Có cách cắt của phần thân lớn không? Có cách cắt của phần xa cơ bình. Đặc biệt là nó rất là cảm động khi mà di chuyển cái tác chân của nó đủ cái vấn đề về dinh dưỡng của các bạn gia động và hy vọng lên là tham gia lớn những cái sự chuyển trị sự đầu tư về thể xác dinh dưỡng là có cái sự cố gắng dinh dưỡng tốt hơn. Theo mời các bạn xem phần thi của các chó cái hạng baby có hai con. Các thí sinh cũng sâu dáng. Nếu mà cần nếu vào trong hai con chó cái này thì nó to nhỏ chênh lệch, bởi vì một con thì ở đầu cái hạng thi và một con ở gần cuối hạng thi. Chó béc dê mà nó chênh nhau 1 tháng 2 tháng là nó sẽ to hơn hẳn nhau. Đang ở độ tuổi lớn nhanh của con chó. Cứ lúc nào nó đứng sâu thì chụp tới Hoàn ạ. Lúc nào đứng sâu để giám khảo chấm ấy là chụp. Mời các bạn cùng theo dõi phần đánh giá của trọng tài. Chúc
chúc mừng các chú chó chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại.